Rồi các bạn đã vẽ được cái hình giống như thầy chưa? Dạ rồi. Ok. Như vậy bây giờ để mình quản lý các cái khối lệnh của mình thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái. Các bạn chỗ này các bạn thấy chữ my block mà. My block ha. Các bạn lấy chuột vô đây thì trên này nó có để là make a block, tạo một khối. Các bạn lấy chuột vô. Các bạn ghi là hình vuông. Rồi, hình vuông. Bạn có thể ghi chữ nhật luôn cũng được. Bạn có thể ghi tiếng Việt cũng được. Hình vuông. Rồi mình đặt cái hình vuông vô đây. Đó, đặt cái hình vuông vô đây. Rồi, chỗ này mình sẽ tạo ra một cái khối khác. Hình lục giác. Hình lục giác. Và mình đưa cái hình lục giác vô đây. Như vậy mình có hai khối riêng biệt. Rồi bây giờ mình muốn chạy hình vuông thì mình kéo cái hình vuông này ra đây, có nghĩa là khi mình lít chuột vào cái biểu tượng xanh thì nó sẽ xanh ở đây và nó chạy hình vuông. Rồi khi mình lít chuột vô hình lục giác bỏ ra đây thì khi mình nhấn nút lá cờ xanh nó sẽ vẽ cho mình hình lục giác, kịp không? Tạo khối kịp không mấy em? Mình có thể delete khối này nhưng mà cái khối bên này nó vẫn giữ ha, nó không bị mất. Kịp không ta? Tạo thêm khối nào. Rồi tí nữa các bạn tạo thêm khối xong rồi các bạn sẽ trình chiếu cho thầy xem kết quả các bạn làm nha. Và thử ra vẽ ra một cái hình bất kỳ. Bạn nào vẽ được rồi trình chiếu cho thầy xem. Hai bạn, bạn nào vẽ được xong trước trình chiếu thầy xem. Vậy xong chưa? Thank you.
Rồi, có bạn nào vẽ xong chưa? Có cần xem cái đoạn code của thầy không? Hello, cần xem đoạn code thầy không? Dạ không. Rồi, tốt. Xong rồi, sao thầy? Share lên cho thầy coi nè. Dạ, dạ. Ok, Khang. Rồi cho chạy thử đi con. Ủa mình mở rộng cái cửa sổ ra được không con? Là sao thầy? Tại vì thầy thấy nó gọn quá, con click vô cái nút ở phía góc trên bên phải á, một cái nút dấu trừ rồi dấu chéo rồi cái hình vuông á, con click vô cái nút hình vuông ở góc trên bên phải sát trên góc luôn á. Trên nữa, trên nữa, trên nữa. Này đúng không thầy? Ừ thôi vậy cũng được. Không nhưng mà ý là ở trên nữa đó. Góc trên cái chỗ mà giống như đóng chương trình luôn á, nhưng mà ở bên cạnh, bên cạnh, bên cạnh. Ừ, bấm vô đó coi. Đó. Rồi vậy cũng được, con thêm một cái nút control nữa. Cái nút mà khi nhấn vào lá cờ xanh á thì nó chạy á. Đúng rồi, kéo ra ngoài, kéo ra ngoài luôn. Rồi. Bây giờ con vô chỗ cái khối của con á, chỗ cái chữ chữ khối may may block á. May block bên này. Đó, rồi con muốn vẽ hình vuông thì con kéo cái hình vuông ra. Thả qua bên kia, rồi xong. Rồi con bấm vô lá cờ một cái. Đó. Còn con muốn vẽ hình lục giác thì con kéo cái hình lục giác ra. Đúng rồi, con thả vô. Không không, ừ rồi cũng được. Nếu vậy là nó vẽ cả hai hình cùng lúc đó. Nếu mà con bấm Start cái nó vẽ cả hai hình cùng lúc. Đúng rồi, thì nó vẽ. Dạ được chưa thầy? Rồi, ok, tốt. Rồi Nguyên làm được không con? Dạ em làm một hình thôi được không thầy? Cũng được, nhưng mà mình làm hai hình thì nó có dễ không? Dạ, chắc bây cũng giờ vậy. Bây giờ các bạn thử vẽ cho thầy tam giác coi. Tam giác ha, dạ. Thử vẽ tam giác như nè. Bạn nào vẽ xong tam giác chụp đưa lên Zalo đi cho thầy biết được ha, để thầy biết được ai làm xong trước nha, có điểm nha, có chấm điểm nha, ai làm xong trước vẽ tam giác nào, tam giác đi. Thank you.
Rồi, các bạn nào đã làm xong hình tam giác chưa? Tam giác thì đổi gì ta? Dạ em xong rồi. Em chụp cái màn hình em gửi lên Zalo cho thầy đi. Mình dùng công cụ chụp màn hình đó con, cho nó dễ. Biết biết dùng công cụ chụp màn hình không? Con nhấn Ctrl Alt Tab với lại chữ S á. Ctrl Alt với chữ S, con nhấn ba phím đó, Ctrl Alt trước rồi nhấn chữ S thì mình sẽ copy nhanh đó con. Mình cắt cái màn hình mình dán nó sẽ dễ. Biết không? Dạ biết. Ok. Rồi. Như vậy mình đã vẽ được tam giác nè, tứ giác nè, lục giác nè. Bây giờ mình vẽ một cái hình ngũ giác, mình vẽ hình đa giác bất kỳ thì làm sao? Ha. Các bạn sẽ theo dõi chỗ này giúp thầy con vẽ được tam giác nha. Rồi Nguyên thì vẽ được không con? Dạ được thầy. Dạ hả. Rồi bây giờ nè, cái bài toán của mình nè, mình sẽ vẽ một đa giác bất kỳ. Thử suy nghĩ coi, vẽ một đa giác bất kỳ. Vẽ một đa giác bất kỳ. Như vậy số cạnh thì mình có thể là mình cho hoặc là nhập từ bàn phím, hoặc là mình sẽ nhập gõ số cạnh vô. Mình muốn vẽ đa giác mấy cạnh thì mình gõ vô. Như vậy thì ở chỗ này, ở chỗ số cạnh này là 3 cạnh nè, 4 cạnh nè, 6 cạnh nè. Ha, 3 cạnh, 4 cạnh hay 6 cạnh. Thì ở chỗ này chúng ta sẽ có gì? Là một cái số nhất định. Số nhất định. Như vậy cứ mà số cạnh này thay đổi thì mình có một cái
đa giác khác nhau. Như vậy ở chỗ này nó thay đổi 3 hoặc 4 hoặc 6 thì chúng ta thấy là thay, thay tức là biến, biến thiên thì chúng ta gọi đó là biến nha, khái niệm của chúng ta là biến. Vậy ở đây nó có là variable là biến. Đó, variable biến nó trên cái my block. Được chưa nào? Như vậy thì mình sẽ có một cái khối gọi là đa giác. Hồi nãy mình có tam giác rồi, tứ giác rồi, lục giác rồi. Bây giờ thầy có cần cái khối là đa giác. Thì thầy sẽ đặt ở đây một cái cạnh ha, met ở variable cạnh, số cạnh, số cạnh kịp không? Đây variable nè, các bạn chọn met ở variable số cạnh và cạnh, cạnh tức là độ dài cạnh. Như vậy mình tạo ra được hai cái biến số cạnh và cạnh, kịp không mấy em? Dạ kịp. Rồi mình sẽ set số cạnh, set cạnh hay là set số cạnh tùy mình ở đây. Set ví dụ mình set cạnh độ dài của mình hồi nãy toàn là trăm, thì bây giờ mình set cạnh ở đây trăm đi. Rồi mình set tiếp số cạnh, ví dụ như mình muốn vẽ năm thì mình set số cạnh là năm, số cạnh là năm. Rồi bây giờ cái đoạn này nè, cái đoạn này mình sẽ copy lại cái đoạn này đó, copy lại cái đoạn đó ha, xoay về 90 độ nè, lặp lại mấy lần, lặp lại mấy lần? Dạ năm. À chỗ này mình lặp lại là số, số cạnh à, không còn là năm nữa. Ở trên này mình set 5 thì nó lặp lại 5, mà là mình set 7 thì nó lặp 7. Mình set nhiều thì nó lặp bấy nhiêu. Được chưa? Rồi, lặp số cạnh. Rồi, di chuyển 100. Bây giờ thì không di chuyển 100 nữa, mà di chuyển cạnh. Ở trên này mình set 100 thì nó di chuyển 100. Mà mình set 50 thì nó di chuyển 50. Mình xét nhiều nó di chuyển nhiều. Được chưa? Đó, mình xét nhiều nó di chuyển nhiều. Rồi, xoay góc bao nhiêu? Xoay góc bao nhiêu là được? Các bạn nghĩ đi, giả sử là 5 thì xoay góc mấy, mà 4 thì xoay góc mấy, 3 thì xoay góc mấy? Ví dụ chỗ này 3 là nó xoay 120 nè. 120 này đâu ra vậy? Nếu mà ba ba cạnh thì nó xây 120, 120 đâu ra? Dạ 360 chia 3. Ồ, hay quá. Vậy bốn cạnh là xây. Dạ 90. Rồi, vậy năm cạnh là xây. Dạ 72. À, ok. Như vậy thì cái số cạnh này nè tùy. Vậy thì cái quan trọng của mình là lấy 360 chia cho số cạnh. Với cái góc quay này mình không biết, mình sẽ tính, mình sẽ tính bằng cách là nó có công thức tính cho mình, cộng trừ nhân chia. Đây mình lấy cộng hay trừ hay nhân hay chia? Theo các bạn mình sẽ lấy gì liên quan đến con số mà hồi nãy mình nói? À, mình sẽ lấy chia nha. 3 60 chia cho gì ta? Chia cho số cạnh. Chia cho số cạnh. Có phải là ra cái góc mình cần không? Góc mình cần đưa vô đây, không phải 120 nữa. Đó. Như vậy thì bây giờ cái của mình là gì? Số cạnh á, độ dài cạnh là 50, số cạnh là 3. Rồi, xoay trở về là góc 90 độ.
mình đẩy cái thằng 90 độ này trước đi, rồi đưa hai này vô đây, rồi đó 90 độ, rồi xếp cạnh 50, số cạnh là 3, lặp lại. Nếu mà ba cạnh thì lặp 3 lần, 5 cạnh thì lặp 5 lần. Di chuyển. Nếu mà 50 thì di chuyển 50. Rồi mình thử mình vẽ cái đai giác này thử ha. Bỏ này đây đi. Rồi kéo cái đai giác ra. Mình vẽ bây giờ là 3 nè. Tại sao? Tại sao mà nó không có xóa cái cũ đi. Vì cái đoạn set này mình chưa có đặt vô cái khối mới của mình. Đó, mình phải đặt vô cái khối mới của mình cái này. Được chưa? Rồi, ok. Vẽ đai giác lại. Rồi con mèo này nó rối quá, chỗ nào cũng đi. Con mèo này nè, ẩn đi, tắt. Rồi ok. Bây giờ mình vẽ lại chỗ này cái đa giác của mình cho lên 100 đi. Cho nó lớn. Chạy lại. Được không? Rồi, mình go to về đâu? Go to về -79, 102. Go to về đây một cái. Đó. Rồi ok. Bây giờ mình thử vẽ không phải là ba cạnh nữa mà là năm cạnh. Năm cạnh. Rồi. Các bạn thấy số cạnh ở trên này không? Số cạnh ha. Rồi. Các bạn double click vô. Đó, double click vô. Thì nó sẽ cho mình cái khoảng cách. Mình kéo ví dụ như 7 cạnh đi. Ok, chạy. Bảy cạnh chưa? Chưa, 7 chưa mà. Vẫn lấy 5 rồi. Ok, 7 cạnh. Rồi. Như vậy thì mình đã vẽ được một cái đai giác theo ý của mình. Được không? Bây giờ đai giác là mình vẽ được rồi ha, mình muốn vẽ đai giác bao nhiêu cạnh thì được không ta? Như vậy thì cái hình vuông nè, hình lục giác nè, hình tam giác nè, có vẻ mình không cần nữa đúng không? Bây giờ mấy cái này cần nữa không? Dạ không. À, mình đã có được gì rồi? Mình đã có được cái đa giác rồi, là nó đã vẽ đủ rồi. Đa giác vẽ đủ rồi. Bây giờ thầy sẽ đặt ra cho các bạn vẽ một cái hình ngôi sao hoặc là hình chữ thập trước đi. Bài toán khó hơn tí xíu. Vẽ hình chữ thập trước. Hình chữ thập là hình gì? Các bạn sẽ ở trong này nó không có hình chữ thập. Chúng ta sẽ vẽ làm sao? Vẽ như thế này. Một. Xong rồi. Chúng ta sẽ vẽ. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín.
10, 11, 12 đoạn. Đó, mình vẽ vậy cho nó ra được chữ thập. Vậy để vẽ được bài toán này, các bạn thấy là có cái gì lặp lại? Cái gì lặp lại trong quá trình này? Phần nào lặp lại nè? Vậy chúng ta có thể bắt đầu từ đâu cũng được. Ví dụ chúng ta đang đứng, chúng ta đang đứng này là xây ngang 90 độ nè. Thì chúng ta vẽ ngang trước. Vậy chỗ này chúng ta vẽ ngang. Rồi chúng ta xây bao nhiêu độ đây? Xây bao nhiêu độ để vẽ xuống? Dạ 90. 90 nó xây lên. Mình sẽ xây chỗ này là đi xuống là xây âm 90. Sau đó xây vô một lần nữa. Như vậy mình đã vẽ được một cạnh. Rồi thử suy nghĩ tiếp coi. Vẽ cho thầy hình chữ thập này ha. Đó, một cạnh rồi. Bây giờ làm sao để vẽ được cạnh tiếp theo? Nếu như các bạn vẽ sai thì các bạn sẽ thay đổi thông số, nó sẽ quay trở ngược lại, mình vẽ đúng. Thì các bạn thử coi, viết cái đoạn code vẽ cho thầy hình chữ thập coi. Mình phân tích cái đoạn của mình là vẽ đây trước. Rồi, vẽ đây trước. Rồi vẽ xuống. Rồi vẽ qua đây, như vậy mình đã lặp được một lần. Và cái việc này nó sẽ lặp 4 lần như thế thì nó sẽ ra chữ thập. Các bạn làm, nếu mà có khó khăn gì thì hỏi liền nha. Các bạn có thể share cái màn hình của các bạn lên, hai bạn cùng share luôn để thầy sẽ theo dõi cái quá trình mà các bạn vẽ, các bạn code á, để có gì cần thì thầy sẽ hỗ trợ cho.
bạn code được đến đâu rồi, chạy thử được đến đâu rồi. Các bạn có tư duy ra được không? Thầy ơi, Nghe. em làm được 1/4 rồi nhưng mà cho lệnh lặp 4 lần vào thì nó lại không ra thầy. Thử xem nào. Share bài lên đi. Nó được rồi thầy. Giỏi quá ta. Ok, của bạn Tuấn Khang. Hồi nãy giờ thầy thấy bạn Khang xe, còn bạn Nguyên thì làm được không? Dạ, chưa được chữ thập thầy. Làm được đến đâu xe thử coi. Dạ. Con phải dùng cái clean rồi, ok rồi, sao nữa, vẽ được cái gì rồi, chữ thập lặp lại 12 lần, thầy phân tích là 12 cạnh nhưng mà không phải lặp lại 12 lần đâu con. Mình sẽ vẽ một góc 1/4, sau đó mình lặp lại 4 lần chứ không phải là lặp lại 12 lần. Đó, hai cái khái niệm này nó khác nhau. Mình vẽ 1/4 thôi. Như vậy cái việc mình vẽ 1/4 đó thì sao nào? Cái số cạnh bây giờ là mình, khi mình vẽ hình hình chữ thập này nó không còn là đa giác bình thường nữa,
cho mình không có xài cái số cạnh nữa. Đó. Mình xài cạnh 100 thì được, ok, nhưng mà số cạnh thì mình không có xài. Còn nếu mà số cạnh thì cũng được, ok, số cạnh thì có một cái khái niệm khác, tí nữa mình sẽ đi một cái khái niệm khác. Bây giờ mình thử tư duy nè, mình vẽ một cạnh của cái hình chữ thập á, thì mình đi ngang cái quẹo 90 độ xuống dưới, rồi cái quẹo 90 độ nữa là mình vẽ xong một cạnh, được không? Rồi sau đấy mình bật ngược lại, rồi mình vẽ lặp lại cái việc đó 4 lần là xong. Rồi con thử con vẽ một cạnh thôi, con có vẽ một cạnh thôi, mở lên có vẽ một cạnh duy nhất thôi. Rồi mấy cái đoạn code, rồi số cạnh nó tạm thời bỏ qua cái lệnh số cạnh, kéo cái đó xuống. Rồi ok, rồi kéo cái lệnh repeat ra xuống luôn. Ok, rồi mình tách ra được rồi đó. Đẩy lên. Rồi mình bỏ cái chữ số cạnh đi, mình lặp lại lặp lại 4 lần. Bỏ đi, bỏ bỏ kéo chữ số cạnh nó ra. Không kéo kéo là ừ đó rồi. Rồi. Ok. Rồi. Di chuyển cạnh đợi 1 giây. Rồi cái mà xoay á, xoay á, con bỏ cái 360 chia 12 luôn. Rồi, con sẽ xoay nhiêu ta? Xoay nhiêu nè, vẽ ngang rồi đó, bây giờ coi như là mình vẽ ngang rồi đó, vẽ ngang 100 xong rồi cái xoay xuống, vậy là xoay xuống là xoay bao nhiêu độ? Xoay xuống là xoay nhiêu độ nè? Cái này là nó đang xoay lên đó, xoay lên cũng được. Mình muốn xe lên thì xe lên. Mình đang đi ngang cái mình xe lên như vậy, thẳng đứng vậy là xe lên bao nhiêu độ? Máy ta. Đúng rồi. Rồi mình xe lên xong mình làm gì nữa? Mình vẽ ngang xong mình xoay lên 90 độ xong rồi mình làm gì nữa? Tiếp theo là di chuyển. À, vẽ thêm 100 nữa, Vẽ thêm 100 nữa. đưa cái lệnh vẽ, lấy một cái lệnh vẽ nữa, lấy chuột phải vô đó, Yep. double double case coi, lấy chuột phải vô double case trên cùng. Rồi, bỏ ra ngoài đi, bỏ ra ngoài, lấy cái lệnh đó vô thôi. Lấy từng lệnh vô. Rồi. Vẽ thêm 100 nữa. Vẽ 100 nữa xong rồi làm gì nữa? Giờ đợi 1 giây. Bây giờ mình vẽ ra cái, mình xoay lên, mình vẽ lên 100. Vẽ lên 100 rồi làm gì nữa? Lại xoay 90 độ. Đợi 1 giây luôn, ok, đợi 1 giây xong rồi xoay 90 độ. Rồi ok. Rồi làm gì nữa? Dạ, y vậy. Rồi vẽ vô 100 nữa. Double case nó lên. Mình vẽ vô 100 thôi. Vẽ vô 100 thôi. Chứ còn đến đây là mình không có rồi, ok, đợi đợi 90 luôn, đợi 1 giây luôn, rồi ráp vô phía dưới luôn. Đúng rồi. Rồi bây giờ cái xây cuối cùng nè, mình vẽ ngang nè, vẽ lên nè, và xây 90, mình vẽ vô cái xây 90 nè, vậy vẽ xây ngược lên thì nó là sẽ xây sao?
cái xây cuối cùng á, xây cuối cùng nó ngược lại. Rồi bây giờ con chạy thử đi, Dạ. con sẽ thấy nó làm cái gì. Ủa sao vậy? Con coi Con lại cái số lệnh coi. Trên luôn nữa con kéo lên nữa. Kéo nữa trên kia nó còn cái khối lệnh nào đang chạy nữa không mà nó rối vậy. Đó, khối lệnh kia. Rồi bỏ nó ra luôn. Ừ rồi sao? Đó, bây giờ mình đang vẽ hình vuông mất rồi. Rồi cái lệnh xây cuối cùng á. Con đổi lại cho thầy âm 90 độ đi. Chỗ đấy hả thầy? Ừ. Âm 90. Rồi. Được chưa? Dạ rồi. Rồi, xem lại đi, xem lại đi rồi coi thử mình tự viết lại được không? Được chưa con? Tự vẽ tự 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 code lại được không? Được. Rồi, bây giờ bài tập tiếp theo. Ổn không? Như vậy là mình học buổi hôm nay là đủ chưa hay là quá tải? Có theo kịp không? Hai bạn theo kịp không nào? Dạ có. Rồi bạn Nguyên thì sao? Dạ có. Bây giờ nè, bài tập ha. Mình sẽ vẽ thử
cái lệnh này giúp thầy. Cái ngôi sao năm cánh mình biết vẽ không ta? Vẽ bằng tay mình vẽ được không? Rồi, ngôi sao năm cánh ha. Mình sẽ vẽ ngôi sao năm cánh bằng hai cách. Cách thứ nhất, các bạn sẽ vẽ đây. Đó, thấy không? Thấy cái hướng vẽ của mình không? Ví dụ như là mình vẽ lên đi. Xuống. Lên, xuống, qua, lại, xuống. Đó, mình vẽ được ngôi sao dạng vậy. Thầy vẽ một chục nó nhảy quá. Đó, đây là một dạng ngôi sao năm cánh ha. Như vậy cái hướng đi của mình là gì? Đây là số 1. Hoặc là mình đi theo hướng này đi, tôi đi ngang đi. Đi ngang. Rồi sau đi xuống đây. Giờ mình coi thử cái góc xoay này là bao nhiêu. Được không? Và cái việc này lặp lại mấy lần? Cứ vẽ ngang cái xoay. Cứ vẽ cái xoay. Vẽ cái xoay. Lặp lại mấy lần ta? Alo. Một cạnh. Hai cạnh. Ba cạnh. Bốn cạnh. Năm cạnh. Như vậy việc này mình sẽ lặp lại mấy lần? Năm lần. Như vậy chỗ này chúng ta có độ dài cạnh. Và chúng ta coi thử cái góc này là bao nhiêu. Rồi mình đã vẽ được ngôi sao. Bây giờ một cách vẽ ngôi sao khác. Cách vẽ ngôi sao khác. Mình sẽ vẽ 1, 2, 3. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Đó, sao, xấu quá. Để thầy lấy ở đây đi. Ok. Đó, vẽ ngôi sao dạng này. Đây là ngôi sao, đây là ngôi sao. Hai dạng ngôi sao ha. Như vậy thì ngôi sao thứ hai mình sẽ vẽ ngang. Mình sẽ vẽ ngang. Xong mình xoay góc thứ nhất. Cái này là góc 1. Rồi mình vẽ lên. Rồi mình xoay góc thứ hai. Cái này là góc thứ hai. Đó. Như vậy thì xong rồi. Mình lặp lại mấy lần? Cũng 5 lần. Mình vẽ một cạnh. Mình xoay một cái. Vẽ cạnh tiếp theo. Xoay một cái. Rồi cái việc đó nó lại lặp lại lần nữa. Như vậy mình chỉ cần là lặp cái đoạn này thôi. Lặp cái đoạn này thôi. Đó, mình lặp cái đoạn này. Rồi mình vẽ được ngôi sao. Như vậy hai cái hình dạng ngôi sao thì nó có hai cái cách vẽ khác nhau. Như vậy bây giờ chúng ta thử suy nghĩ coi ha, vẽ cái này gọi là sao một, cái này là sao một, cái này là sao hai. Mình đặt cái khối bên này, khối sao một, khối sao hai đi ha, mình đặt cái khối là sao một. Rồi mình sẽ viết đoạn code để vẽ cái sao 1 xem. Hôm nay mình bị chệt chặt cái việc mà hai thầy trò chờ nhau. Cho nên là mình bị trễ tí xíu. Thì đến giờ này chắc là mình chia sẻ tí đi.
chứ học nhiều quá rồi căng thẳng các bạn học không vô cũng vậy. Ở ở chỗ mình ngồi học mình có thể mở cam để mà share cùng thầy không? Hello. Nói chung là các bạn cố gắng tìm một cái chỗ nào đó cũng được, không nhất thiết là phải đẹp gì cả ha. Nói chung là mình chia sẻ với nhau, nhưng mà nếu mà các bạn share được cái màn hình, cái cam thì sẽ dễ dễ giao tiếp hơn. Chứ còn nếu như mà chúng ta chỉ nói chuyện qua màn hình giống như vậy mà không giao tiếp được bằng hình ảnh luôn á thì nó sẽ không có được tốt. Đó, thì các bạn cố gắng tạo điều kiện để mà thầy trò cùng giao tiếp cho nó dễ. Rồi, trong quá trình học nếu mà các bạn gặp khó khăn gì thì các bạn hỏi ngay: à, thầy ơi, chỗ này khó em chưa hiểu, chỗ kia khó em chưa hiểu, thì các bạn cần phải trao đổi liền, chứ không có để mà mình không hiểu rồi mình để đó qua đến ngày hôm sau mình lại không hiểu thì đến một lúc là mình sẽ học không được. Được ha? Như vậy trong buổi học hôm nay thì các bạn tiếp thu ổn không? Dạ có. Dạ thầy ơi. Nghe. Bây giờ em muốn chỉnh lại cái size của cái bút này cho nó bé lại thì phải làm sao thầy? Ở ngay cái chỗ mà cái cây bút vẽ này em. Bút vẽ nè. Bonsai hả? Cái nét này hả em? Dạ, để có một mà nó to lắm này. Có một nó to là do cái này của em là em cho nó ngắn, xong rồi em zoom lớn chỗ này lên. Đó, do cái màn hình của mình zoom lớn lên cho nên là mình thấy nó to. Chứ còn mình cho rộng ra thử coi. Đâu, share màn hình của em lên coi. Một mà nó to dữ vậy đó, hả? Dạ. Bây giờ phải làm sao cho nó bé lại bớt rồi. Đâu, view hết cái code của con rồi, có cái khối nào nó khác nữa không? Rồi cái khối mà con đang chạy đâu, cái nút màu xanh đâu, cái khối đang chạy là khối nào? Dạ đây. À, màu xanh trên bên sai á, trên trên bên sai, không phải trên mà là con set á, set đâu rồi, trên 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 bên sai, set đúng rồi, set chứ không phải là trên. Tại vì biết sao không, con chen bên sai tức là mỗi lần con vẽ con cộng lên một, mỗi lần con vẽ con cộng lên một, thì con vẽ từ lúc nãy đến giờ là cứ cứ càng vẽ là nét càng lớn. Dạ con cảm ơn. Rồi, ok. Rồi, bài tập ngôi sao các bạn sẽ suy nghĩ ha. Buổi hôm sau mình sẽ trao đổi về cái bài tập đó. Ngày hôm nay các bạn học như vậy là thấy có hơi
hơi nhiều không hay là ít? Nhiều hay ít nào? Dạ bình thường. Ừ, còn bạn Nguyên thì sao? Dạ bình thường. À, rồi hồi nãy giờ mình đã suy nghĩ đến cái hình ngôi sao được chưa? Rồi, ok, mình thêm một cái lệnh nữa ha. Rồi mình sẽ nghỉ, hôm sau mình học tiếp. Như vậy ở đây ví dụ như là cái lệnh đa giác của mình đi. Mình sẽ vẽ cái đa giác này. Và mình muốn là mỗi lần mỗi cạnh là nó vẽ một màu. Như vậy thì ở trong cái colors các bạn sẽ change change bên color. Cứ vẽ xong một cạnh đổi cái màu một cái. Các bạn cộng thêm khoảng cỡ 15. Giá trị 15 thì cứ mỗi lần nó vẽ xong nó đổi màu một cái. Đó. Vẽ xong nó đổi màu ha. Đó. Ví dụ như mình vẽ chín cạnh đi. Mình giảm chỗ này xuống còn 50 cho nó cái hình nó nhỏ bớt. Đấy, như vậy thì mỗi cạnh một màu. Nó là thay đổi về màu sắc trong cái quá trình mình vẽ. Như vậy mình đã vẽ được tam giác nè, tứ giác nè, lục giác nè. Mình có thể vẽ được đa giác bất kỳ nè. Mình có thể vẽ được một cái hình chữ thập nè. Bây giờ cái đề của thầy là vẽ hình ngôi sao số 1 và ngôi sao số 2. Nãy giờ các bạn có bạn nào vẽ được chưa? Nếu chưa được thì mình sẽ hẹn buổi sau ha. Buổi hôm nay thầy thấy là Khang học khá là nhiệt tình nè. Rồi bạn Nguyên thì thấy cũng còn hơi phân vân tí xíu. Thì nếu mà có gì gặp khó khăn thì Nguyên sẽ trao đổi sớm nha. Để mà thầy trò chia sẻ sẽ hỗ trợ em học tốt.
Rồi, cảm giác sau buổi học này thế nào? Thấy ổn không? Hello các bạn ơi. Dạ thôi. Rồi buổi hôm sau là thứ thứ ba lại ha. Thứ ba lại mình sẽ gặp lại lại với nhau. Thầy sẽ đưa lên một số bài tập trên group Zalo để các bạn lấy bài tập các bạn làm. Nếu mà bạn nào làm xong thì sẽ chụp cái code gửi lên cho thầy trước. Còn nếu mà khó khăn thì các bạn cứ nhắn lên group Zalo nha. Hello. Giờ này 9 giờ mấy là buồn ngủ chưa? Bình thường các bạn ngủ mấy giờ? Hello, vậy thôi thầy chào các bạn nha.